I have a dream. Tôi có một ước mơ. Đó là bài phát biểu đi vào lịch sử của nhà hoạt động vì quyền con người vĩ đại nhất thế kỷ 20, Martin Luther King Jr. Không chỉ dừng lại ở ước mơ, ông đã dấn thân để biến nó thành hành động. Và với sự đáp lại, sự ủng hộ của hàng triệu người, chỉ một thập kỷ sau đó, ước mơ của ông đã trở thành hiện thực. Ngày nay, người da trắng và người da màu cùng sống, cùng làm việc trong tình thân ái, một điều mà lúc bấy giờ là không thể và là trái pháp luật. Ngày nay, chúng ta cũng có một ước mơ. Hẳn không ít người trong chúng ta ở đây đã từng có dịp viếng thăm, có nhiều người từng học tập, làm việc, sinh sống ở những quốc gia phát triển. Chúng ta được chứng kiến sự giàu có của đất nước và sự văn minh của những người dân ở đấy. Và hẳn không ít người trong chúng ta ở đây cũng đã có một ước mơ rằng đất nước chúng ta, người dân chúng ta cũng sẽ được như vậy. Adam Smith, nhà kinh tế học và triết học người Scotland thế kỷ 18, cha đẻ của lý thuyết về nền kinh tế thị trường, đã viết trong tác phẩm An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, đặt câu hỏi về bản chất và nguyên nhân cho sự giàu có của các quốc gia. Ông nói, sự giàu có của một quốc gia không phụ thuộc vào bao nhiêu vàng hay bạc mà quốc gia đó sở hữu, mà sự giàu có của các quốc gia phụ thuộc vào bao nhiêu hàng hóa và dịch vụ mà người dân đó tạo ra. Thật vậy, nếu chúng ta áp dụng luận điểm trên, thu nhỏ và chiếu vào gia đình của chính mình, của những người chung quanh mình, chúng ta đều nhận ra rằng sự giàu có bền vững của một gia đình không phụ thuộc vào bao nhiêu tiền bạc hay của cải mà bố mẹ để lại cho con cái. Sự giàu có được tạo ra từ lao động và sáng tạo của các thành viên trong gia đình ấy. Để có thể sáng tạo và lao động có hiệu quả, tất cả chúng ta đều biết giáo dục là một con đường vô cùng cần thiết và quan trọng. Cùng với quý vị, chúng tôi cũng có chung một ước mơ. Và hãy cùng làm theo Martin Luther King. Chúng ta phải biến ước mơ của mình thành hành động, bắt đầu từ ngày hôm nay, bắt đầu từ sự nghiệp giáo dục cho thế hệ trẻ Việt Nam. Khát vọng lớn lao của chúng tôi là mô hình giáo dục ưu việt này sẽ không chỉ để giữ lại cho riêng mình, mà phải được chia sẻ, được lan tỏa khắp đất nước. Vì mọi trẻ em Việt Nam đều có quyền thụ hưởng một môi trường giáo dục tốt nhất. Sẽ không có một bí quyết, bí mật kinh doanh hay tác quyền nào ở đây, mà là một sự cam kết bằng tất cả tâm huyết, ý chí và khả năng của chúng tôi. Sự đáp lại và ủng hộ của quý vị là một nhân tố thiết yếu để cho ước mơ của chúng ta không chỉ là một giấc mơ, mà nó sẽ trở thành hiện thực trong một tương lai không xa. Xin cảm ơn tất cả các quý vị. Chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công.